Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là khép lại năm 2019. Tính đến thời điểm này, chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương của Lào Cai đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng mục tiêu và tiến độ đã đề ra. Là một xã nằm ở trung tâm vùng hạ huyện Sapa, vừa qua sau nhiều nỗ lực và cố gắng, xã Thanh Phú đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù về đích nông thôn mới trước hẹn, nhưng các tiêu chí của xã Thanh Phú đều đạt khá vững so với chuẩn quy định Nhờ những cách làm hiệu quả và sáng tạo, chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi đáng kể diện mạo đời sống của người dân ở đây. Đây là nội dung chính được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục xây dựng nông thôn mới kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm 2019, xã Thành Phú được huyện Sapa lựa chọn là địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới. Bắt tay thực hiện mục tiêu này, Thành Phú gặp không ít khó khăn. Khi còn tới 5 tiêu chí chưa đạt, trong đó có nhiều tiêu chí khó, cần đến sự đồng thuận của người dân và sự đầu tư của nhà nước. Vậy nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận nỗ lực của nhân dân trên địa bàn, đến hết tháng 9 năm nay, xã Thanh Phú đã hoàn thành 19 tiêu chí, về đích sớm hơn so với kế hoạch. Đến với xã Thanh Phú những ngày này, có thể cảm nhận được một sức sống mới đang bừng lên nơi vùng quê vừa cán đích nông thôn mới. Những con đường bê tông trải dài nối liền các thôn các hộ gia đình và người dân nơi đây đã thực sự có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hoàn toàn khác xa với cuộc sống 10 năm trước, khi mà địa phương này chưa bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Thôn 2 này là trước là rất là khó khăn. Đường đi con cháu đi học hành là rất là khó. Bây giờ thì có đường đi rồi, con cháu đi lại học hành rất tốt rồi. Và cuộc sống thì các cái thì ăn no áo ấm rồi rất là phong phú hơn, thay đổi hơn, khác hơn. Không chỉ no cơm, ấm áo, đời sống tinh thần của người dân thành phố hôm nay cũng đã có nhiều đổi khác, với những lễ hội vui tươi, những điệu xè rộn rã. Và tận các thôn bản xa, người dân không còn những hủ tục lạc hậu, không tin vào cúng bái để chữa bệnh. Nhờ công tác chăm sóc sức khỏe ở trạm y tế xã đã được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả tôi cũng bị bệnh ý, lâu rồi nên là huyết áp cao hai nữa là ho khó thở thì đến bác sĩ khám bác sĩ rất nhiệt tình giúp đỡ để khám bệnh cho tôi đến bác sĩ khám bệnh chữa bệnh thì rất an tâm việc về đích nông thôn mới sớm hơn so với mục tiêu phấn đấu cũng là niềm vui lớn của đảng bộ chính quyền khẳng định thành công của địa phương trong việc lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong suốt những năm qua. Để thực hiện thành công nông thôn mới thì nhân tố con người với sự chủ động sáng tạo đóng một vai trò rất quan trọng. Nhận thức được điều đó, ngay từ đầu với quyết tâm cao, xã Thanh Phú đã xây dựng chương trình kế hoạch, ra soát từng tiêu chí, đề ra lộ trình thực hiện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững xã phân công cho từng thành viên đảm nhận từng công việc cụ thể, phụ trách từng thôn để triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong quá trình thực hiện, xã đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư của tỉnh, huyện và huy động sức dân để chỉnh trang và xây mới hàng loạt công trình như nhà văn hóa xã với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho sinh hoạt, hội họp khoảng 200 người, khu thể thao với diện tích 3.000 m2, xây mới 5 nhà văn hóa thôn, Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã đến tỉnh lộ 152 dài 1,5 km. Đổ bê tông xi măng 12 tuyến đường trục thôn với chiều dài 22 km. Xây dựng trạm y tế và 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. 85% số hộ đạt tiêu chí nhà ở dân cư, 98% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người một năm tại Thanh Phú đã có sự thay đổi bất ngờ từ 24 triệu 800 nghìn đồng một người một năm vào năm 2018, tăng lên 33 triệu 500 nghìn đồng một người một năm vào thời điểm thống kê tháng 9 năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống dưới 10%. Về mặt hồ sơ thì chúng tôi phân công rất là rõ ràng cho uh, cán bộ công chức phụ trách. Uh, mỗi một uh, cán bộ phụ trách các cái tiêu chí đó thì, thì hàng tuần, hàng tháng báo cáo cái kết quả và cái cái bước tiến của mình trong cái công việc triển khai triển khai công việc. Các tiêu chí khó thì chúng tôi cũng lên kế hoạch và báo cáo ban chỉ đạo huyện để xin xin cái sự chỉ đạo. Đặc biệt là những cái tiêu chí mà cần đến cái cái nguồn kinh phí. Ví dụ như là tiêu chí hộ nghèo thì ở đây tiêu chí hộ nghèo thì cụ thể là năm 2019 thì xã Thành Phú chúng tôi uh, làm tới uh, 8 dự án nông nghiệp. Ngoài ra thì còn rất nhiều dự án khác uh, cho bà con. Qua những cái, cái, việc làm và những cái kế hoạch đó thì uh, đời sống nhân dân cũng như là cái cái kết quả mà chúng tôi đạt được là rất là khả quan. Không chỉ mang lại niềm vui, cán đích xây dựng nông thôn mới cũng là điểm tựa để thanh phú có sức bật, tạo nên những chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Năm 2019, xã Thanh Phú đã triển khai dự án trồng lúa nếp mường bo tại 5 trên 5 thôn của xã. Đây là giống lúa nếp đặc sản trồng lâu đời tại thôn Mường Bo và được thị trường ưa chuộng. Nhưng vài năm trở lại đây, bà con nhân dân không chú trọng phát triển. Nếu năm 2018 toàn xã chỉ có 3 xào nếp, thì sang năm 2019, lúa nếp Mường Bo đã được triển khai trên diện tích tới 30 hectare. Theo ước tính của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Phú, 30 hecta lúa nếp mường bo sẽ cho sản lượng hơn 100 tấn thóc với giá bán khoảng 35.000 đồng một kg, thì vụ lúa có thể mang về cho các hộ tham gia dự án gần 4 tỷ đồng. Và không nằm ngoài dự tính đó, người dân Thanh Phú đang phấn khởi khi vụ nếp mường bo năm nay được mùa, được giá. Tiền lương không có, chúng tôi để làm ruộng làm nương thôi. Còn có này không có thóc có lúa thì chịu để nhớ để bán năm nào cũng phải bán được một tí một tí để tiêu dùng nuôi con đi học tại thành phố ngày hôm nay cũng có những mô hình kinh tế lần đầu tiên được triển khai được người dân hưởng ứng nhiệt tình lần đầu tiên người nông dân thành phố tham gia một dự án liên kết sản xuất rau hàng hóa với quy mô lớn trên 20 mươi hecta cũng là lần đầu tiên người dân nơi đây tham gia trồng mộc nhĩ hướng phát triển kinh tế mới vô cùng lạ lẫm những sự băn khoăn lo lắng bắt đầu qua đi 22 hộ dân tham gia dự án trồng mộc nhĩ trên địa bàn xã thanh phú đang háo hức chờ thu hoạch lứa đầu tiên hứa hẹn mở ra một hướng đi mới để nâng cao thu nhập cái nấm mộc nhĩ này là năm nay là năm đầu tiên xã triển khai thế và trong quá trình triển khai thực hiện thì nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ và chúng tôi cũng đã triển khai cho dân đăng ký đăng ký thế và hiện nay thì có hai hộ dân tham gia đăng ký chúng tôi đang dự tính rằng là trong năm tới này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để, 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 nâng cái 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 cái, số hộ lên để làm sao mà cái sản lượng cái nấm này là sẽ được duy trì. Có nhiều nhà người ta, cái nhiều hộ là người ta có thể đi tham quan rồi đi tập huấn về rồi nhưng mà người, người ta vẫn vẫn chưa rau lắm. Thì chúng tôi là bất chút thời gian, đặc biệt là buổi tối chúng tôi, cũng, chúng tôi cũng phải đi cơ. Đây và xuống rau cũng vậy, rau thì nhiều khi bà con vào À, phun thuốc thì chúng tôi phải đi tận ruộng à, buổi chiều chiều tối ấy. À, chiều mát lại xuống à, trực tiếp hướng dẫn bà con dân phun cách nào làm sao hiệu quả nhất với sự đồng lòng của người dân sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã thành phú đã tự tin về đích trở thành xã thứ ba của huyện sapa đạt chuẩn nông thôn mới với quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng nông thôn mới thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tích cực lao động sản xuất nâng cao thu nhập bởi chỉ khi đời sống người dân được nâng lên thì việc hoàn thành nông thôn mới mới thực sự có ý nghĩa. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của xã nông thôn mới Thanh Phú còn rất nhiều việc phải làm. Sắp tới trong lộ trình Sapa lên thị xã, Thanh Phú sẽ sắp nhập với xã Suối Thầu, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Sapa, trở thành xã Mường Bo. Đây là một thử thách lớn với địa phương này trong việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. thì Thanh Phú và Suối Thầu sẽ trở thành xã Mường Bo, cái số dân thì sẽ tăng lên. Tuy nhiên thì ở đây cũng không phải là gánh vác gì nhiều, mà điều quan trọng nhất là uh, ban chỉ đạo xã cũng như là các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương, uh, kể cả cấp trên thì cũng đã xác định rằng là là sẽ tiếp tục um, để phấn đấu cái xã Mường Bo này là xã nông thôn mới bằng việc là là um, thứ nhất là thêm có thêm người dân và thêm người dân thì thêm việc và chắc chắn rằng là uh, những cái dự án nông nghiệp cũng như là uh, các cái cách thức triển khai mà chúng tôi đã làm có kinh nghiệm ở thành phố thì sẽ mang về mường bo để triển khai và điều đó thì cũng chúng tôi cũng dám khẳng định rằng chắc chắn là sẽ thành công trong tương lai Việc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ tạo ra nguồn sinh khí mới, thúc đẩy đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Thanh Phú tiếp tục cố gắng duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được giúp mảnh đất quê hương tiếp tục có sự chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ trên mọi mặt, xứng đáng với sự phát triển của thị xã Sapa trong tương lai. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới kỳ này tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.